trên ý tưởng của nhạc sĩ Khắc Việt và ý đồ về viết lời của nhạc sĩ Khắc Nghiệt. Bài hát dựa trên nền nhạc của bài Chỉ Anh Hiểu Em, nhưng tôi đã cải biên sau một tên mới, đó là Chẳng Ai Hiểu Anh, Chỉ Anh Hiểu Thôi. Sẵn sàng chưa? Hát bài này không được buông tay nhau ra, nhìn nhau mà cấm cười nhé. Sẵn sàng chưa? Cô dâu đi với chú rể, mọi người thì đang mừng vui, còn tôi trên đây sẽ hát hết bài này. Nhìn em đứng đấy, anh thấy trong lòng hơi cay. Tặng em bài hát, mai anh up lên phây. Hôm nay đám cưới rộn ràng, họ hàng không nhiều lắm, toàn là người quen, anh cũng quen như em. Vậy mà em lỡ né tránh, không mời anh một lời nào. Người ơi giờ đây em muốn ra sao? Đến bây giờ mới biết em cũng có một hình xăm. Thế mà từ lúc trước em chẳng khoe bao giờ. Lúc em cười với nó, anh cảm thấy đau là đau cái dạ dày. Người ơi em chọn chiều nay cũng mực kín chân tay. Đến bây giờ mới biết em cũng thích lái tàu bay. Thế mà thật nói dối, em chẳng bay bao giờ. Để lúc em buồn em chán khi không còn ai, anh đành phải bay một mình. Chỉ em mới biết, chỉ em mới hiểu tại sao. Hôm nay em đã lấy người mà thật lòng em rất yêu. Dù tiền anh không yêu, kim cương anh cũng yêu. Tại sao em nỡ cất bước theo người em yêu? Thật là đẹp đôi như mắm tôm với bún riêu. Trên đây anh rất đau lòng, còn mọi người đang ngồi hóng. Bài này hay đấy, xin thêm đi vỗ tay. Giờ thì cố gắng hát tiếp thôi, thì hát đốt bài này để anh chị em cùng up lên phây. Đến bây giờ anh cưới, anh cũng cố gắng mà vui. Anh đã nhịn bữa sáng chưa cũng không ăn rồi. Đến đây nhìn tiệc cưới, phía đằng kia thấy nhiều món món quà trời, mà không tìm thấy bát đũa, anh đành bỗng như xôi. Đến đoạn này mới nhớ quên là chưa phòng bị 200. Lẽ ra là 100 nhưng tại anh cũng giàu. Cầm lấy phong bì em nhé, anh chúc hai đứa sẽ hạnh phúc đến bắt đầu. Bài hát xin hết cảm ơn những người ngồi nghe. Này Trang yêu ơi, thật ra anh yêu chồng em. Bán ảo không ạ? Một lần nữa chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng xuống bên dưới để cảm ơn những vị khách quý đã đến với chúng ta trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và trở lại với sân khấu ca nhạc, chúng ta hãy cùng chào đón một người bạn từ con dâu.